Thì ok, hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì tôi là K1Gaming đây. Ok tất cả các bạn nha, kể từ lúc mình chinh phục thành công chuỗi 250 thì đến thời điểm bây giờ mình vẫn chưa làm bất cứ một cái video leo chuỗi nào các bạn ơi. Nên là ngày hôm nay thấy rất nhiều những người anh em yêu cầu anh Tô là hãy leo chuỗi 100 tiếp tục tại server Việt Nam của chúng ta đi. Thì ok các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ chính thức leo chuỗi 100 nha. Nói chung tôi đang cố gắng rất là nhiều, hồi hôm thì cũng đã mới cài két lấy khẩu G18 bảo tố cực tím thì phải, mới cài két lấy xong khẩu súng đó bắn như cái máy luôn các bạn ạ. Nói chung là tôi leo trực tiếp trên livestream luôn thì nó mới ngầu. Và đặc biệt là nếu như video này được 5.000 like trong vòng 1 ngày các bạn nha, like mạnh tay giúp tôi đi chờ được xem chùa nữa. Đủ 5.000 like trong vòng 1 ngày tôi sẽ thử thách 48 tiếng leo lên chuỗi 100 cho mọi người xem. Và đây là phần thứ nhất nha các bạn ơi, chúng ta còn phần 2 và phần 3 nữa. Mong rằng anh em sẽ like mạnh tay cho tôi để tôi có nhiều động lực để tôi cài cuốc thiệt là nhiều để lên chuỗi 100 sớm nhất có thể các bạn nha. Và tất cả các dịch vụ FIFA cũng như là săn ạt cực kỳ xịn sò con bò mình sẽ để phía dưới phần bình luận cho anh em nào cần nha, có những cái ạt cực kỳ ngon cho mọi người luôn đó. Ok giờ thì đi vào video nè, let's go. A few moments later. Ok thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cài két và lấy khẩu G18 bảo tố cực tím các bạn nha. Và kèm theo đó tôi sẽ leo chuỗi 100 ở server Việt Nam. Ok nói chung là tôi sẽ bắt đầu leo luôn nha mọi người. Hồi mùa trước thì anh em cũng hỏi mình nhiều là mình đã leo tới chuỗi mấy là cao nhất. Thì mùa trước mình leo chuỗi là 230, một bạc 230, một bạc 100 chuỗi 179 và một bạc 132 là nghỉ. Đó, tôi nghỉ tới bây giờ luôn mới leo lại các bạn ạ. Ok, giờ chúng ta sẽ lấy khẩu G18 bảo tố cực tím các bạn nha. Khẩu này nhìn vẻ bề ngoài thì màu tím tím và cũng khá là đẹp. Tôi cảm giác giống cái cây kéo cắt cắt mấy cây kiển đó các bạn. Ừ. Mẹ nhìn giống cái cây kéo cắt cắt mấy cây kiển mà kiểu tỉa mấy cây kiển các bạn ạ, y chang à. Ok, bây giờ mình sẽ quay mọi người nha. Rồi. Chúng ta sẽ bỏ hai vật phẩm. Lượt đầu tiên chúng ta quay sẽ là 9 cây si. Ok, không nhắc lại, let's go. Có khi nào tôi quay 9 cây si nó lại ra không ta? Ừ, nó ra nhưng mà nó ra cái hộp súng. Tục 29 cây si. Liệu 2000 cây si chúng ta có thể quay ra được không mọi người ha? Quay. Cây. Google không đọc gì anh cơ. Anh trưởng thì cho. Tao không bảo nó mà không đọc em mà anh thịt nó luôn, kêu em coi ngay tại chỗ rồi ngay bây giờ luôn đấy. Đó thiệt nha. Anh đẳng cấp lắm nha. Đừng để anh phải lóng hiểu không? 49 cây si, let's go. Quay, quay, ui, trời ơi, tôi tưởng đâu ra một phát nó ra luôn chứ. Nó không em anh Tô ơi. Đù. Theo tôi nghĩ là 2000 cây si thì chắc có lẽ là lấy được cây này khỏe re á mọi người. Ok, tiếp. 2000 cây si thì lấy cây này khỏe re. Đù. 199 cây si hả ta? Bây giờ là chúng ta đã tốn 200 cây si hơn rồi, 200 mấy cây si rồi và chúng ta chỉ còn tới tận 4 vật phẩm. Ok, let's go. 60 Nguyễn Minh Thư. Tìm cót đi anh. Ù, nó ra vết to. Cái này tôi nghĩ là chắc tới cái cuối cùng rồi các bạn ơi. Số này xí đá mấy gì chứ, đang bị đeo cũng xí đá, quay cũng xí đá không nào. Sao nó bị xí đá cái gì không nào? Gì chợ? Gì vậy trời? Xí đá gơ không nào? Lạ anh em ơi, vô. Đồ. Nãy giờ tốn 700 cây si rồi nha. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu chiến nha các bạn. Let's go. Ui trời ơi. Thế là chúng ta tốn khoảng tầm là 1.500 đến 1.600 cây si thì chúng ta mới có thể là lấy được cái khẩu G18 bảo tố cực tím. Hồi nãy là tôi 2.200 cây si. Hồi nãy tôi 2.200, bây giờ chúng ta tốn 700 nữa thì chúng ta chỉ còn 400 thôi. Là 2.200, các bạn lấy đi 2.200 trừ cho 400 là ra bao nhiêu cây si. Đó, 2.200 trừ cho 400 thì nó khoảng tầm đâu đó là 1.700, 1.800. Đấy, tầm 1.800. 1.800 cây si thì lấy được cái súng này thì tôi thấy là 1.800 quy ra khoảng tầm bao nhiêu miếng mi ta? À khoảng tầm khoảng 2 loét tí cũng được. Ngon. Anh ơi em moi soi anh. Tại vì cái cây này tăng tầm xa với lại là tốc độ bắn thì tôi thấy là ngon, với lại là skin G18 tôi lại chưa có skin nữa. Ừ. Tôi không có skin nâng cấp các bạn nên là xài cái này lại phơm. Ok. Yes sir. Người duy nhất tại Việt Nam quay một hit ra luôn. Đó là không phải tôi. Nhiều Nguyễn, mở team code đi anh Tô. Rồi các bạn ơi, ván này lên chủ 3 gặp nghe mướp, Adup, xinh đẹp với lại là Wee Slam nha các bạn. Ok, nói chung là tôi không biết là sao nhưng mà thấy có mang cú với lại 2 tỉa, để thử rồi biết à. Ghê ghê. Ghê 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 vậy sao. G18 mới lấy đậu xanh. Quá là firm anh em à, bắn siêu trái luôn. Đợi anh lên. Ê, cứ anh Tô à. Từ cái gì còn mọc em à. Cố lên em à. Cố lên thằng em hay. Phải tốt em. Xem. Tao bình thường sao mày?
lú cái nào ra. Ui, ở trong đây á. Dù sao tôi cũng ra là top 1 M1887 Việt Nam, bắn thì nó cũng phải thế chứ anh em à. Xử lý tư duy cũng phải đẳng cấp chứ anh em à. Oh my shit. Bình thường thôi anh em ơi, chứ không có gì đâu anh em ơi. Ôi chết rồi. Uầy thằng này bro nhờ. Ê sau lưng em ơi. Hai em. Ui trời ơi, không sao, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Quái cái chữ thiệt chưa. Trời ơi nó nhảy cho mình sụp viên đầu hụt. Viên đầu mà trúng là viên sau trúng luôn rồi đó anh em. Hay. Tôn lùng làm gì ấy, Tôn lùng nè. Tôn lùng. Ui trời ơi. Anh Tôn lùng. Ồ. Má William nó cân 4 luôn kìa hả. Từ từ lo tổng. Ngày mày kiện không? Nghe bạc, em sẽ có nhiều anh dài đứa. Không có toàn á. Ui, nóc am, 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 ăn keo, 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 keo. Mình thì hồi nãy giờ mình chưa bị nó bắn nên là mình chưa biết các bạn ơi. Đó, còn mấy thằng này nó bị bắn rồi, nói chung là người ta chơi PC người ta nhìn một phát là người ta biết có am hay không à anh em à. Ví dụ như mấy bạn chơi mobile có khi mấy bạn không biết chứ người ta PC là người ta nhìn phát ta biết rồi. Ủa nó đúng rồi ấy. Trời ơi. xuống này nó không. Ôi ê ê ê ê ê. Oh my god. Ồ không, hay là góc này nó bắn mình được ta. Từ 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 để mình coi nó bắn đồng đội mình. Quay. Sao chết xin luôn hả? Đù. Tìm Nguyên, cho em vào chơi được không anh? Từ nha, để mình coi nha. À không, cái này nó hạ bằng 15. Quan trọng là mình coi thằng này nó bắn thử làm sao nè anh em nè. Hai em, hay. Không, mình nghĩ là chắc thằng kia nó bắn tại vì mình mới bị nó bắn chết có một lần thôi nên mình không biết anh em à. Mình không biết là nó có ấy hay không để xíu rồi mình gam chết chỉ số. Hack đó. Ủa vậy hả? À? Mình không biết anh em, tại nhiều người ta đặt tên vậy chứ người ta bắn cũng bình thường mà. Ta bắn bình thường đâu có vấn đề đâu. Hai em. Kê, lo tốn. Một viên nữa. Hay. Quá tuyệt vời. Không, để tôi coi thử ơi. Tại vì tôi mới bị bạn này bắn hạ gục chỉ có một lần thôi cho nên là... Cho nên là tôi không biết là có ấy hay không. Nhưng mà tại vì chắc có các bạn là bị ám ảnh cái tên đúng không? Tôi cũng hơi ám ảnh cái tên anh em à. Tôi coi thử ơi. Các bạn bị ám ảnh cái tên. Trần Thơ, 300 mấy á. Hôi nách. Tôi thấy chắc cũng bình thường mà, có sao đâu. Ai bán này gặp quyền thoại phơm các bạn ơi, bán này lên chủ 4 nha. Gặp ngay Gia Bảo, Khánh An, 2K An với lại Lucky. Ui, ui giời ơi. Cái thằng nào nó ghét của tao. Thằng này ác mà. What the hell, what kill luôn kìa hả? Ủa vậy hả? Không, sao anh thấy cũng chưa đâu, chưa biết được. Ui, có sạc kênh luôn á. Ui, chết rồi. Cái gì vậy bay ơi? SUKUNA 777, 697 like rồi. Bay ơi, chạy ra đi Han ơi, Từ từ Han ơi. Ôi giời ơi. Ôi chúa ơi, cố lên em ơi. Ôi chết rồi. Cảm ơn nhé. Kỹ năng giang hồ. Mười điểm luôn. Cái what the hell nó ở đâu vậy trời? À đây. An nhập trai nhất thế giới. Trình đó mấy ba. Trình đó anh em ơi, bắn đẳng cấp đó anh em ơi. Wow. Double kill. À
thanh niên này cầm cái B90 á. Thưa Giang, bình thường. Từ từ, à đây đây. Ôi giời ơi, cố lên em. Ui 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 ui, sao sao mày cứu anh? Ơ, mày làm gì vậy? Mày làm cái chỗ ai nè? Trời ơi, sao mày không hại cùng đó, mày hại cứu anh mày. Rồi luôn. Gia bảo nữa hả? Trần Thao, kêu luôn hả? Đá cốt đi anh. Ui ôi, thằng mộng em ơi. Sao anh không kê đầu? Trời, cho lũ khói cứu nó không biết luôn kìa. Phải lòng thiệt. Trời, cho lũ khói cứu nó không biết luôn anh em à. À, cái con quỷ này. Phượng Lê, Sky hay đóng. Đào ác anh em ơi. Máy giáp 4 mà tôi nói thiệt với anh em, nó bắn tôi không còn giáp 4 luôn mà. Mẹ cày đi. Bắn ao đau hết cả mắt. Cày mãi cái xịt ra. Chú uống anh em à. Oh my god, cái gì vậy? Phi. Cái gì vậy? Bắn anh em ơi. Em mà cầm M58 là thấy cuộc đời của em phải nói là xuống hố rồi đấy em à. Em mà cầm M500 là thật. Em mà M500 là cuộc đời của em là lên voi hay là xuống chó, chắc chắn là xuống hố. Hello chị gái. Chị gái. Nói thiệt chứ em là trùm đục giáp ở đây mà chị gái. Chị gái chạy đâu? Anh ta chạy đâu? Trùm đục giáp ở đây mà nó giỡn mặt với mình anh em à. Một tay siêu một phát rồi 4 kill nữa cho nó ngầu vậy. Nhảy. Thanh niên kia đứng lại ơi. Yes sir, firm. Cầm mà đúp lên trên đây một cái thì con kia nó đang cứu bây giờ. Ê má, nó đang ra cứu cô bắn mẹ con kia rồi. Đầu ta. Thao công, à tô vắn hay quế. Má, cái đầu mà kéo không được là sao rồi. Ừ mày mở vít lên đi chứ. Để tao cũng biết đường. Cái chó đang diễn ra thế này. Nhảy xuống đi em. Nhảy xuống đi em. Lại em mở à trang hình. Siêu. Siêu. Vãi câu Ron à. Thao công, đam ma te. Vãi câu Ron à. Ơ mẹ hết đạn. Đam ma te thiệt chứ. Hết đạn anh em ơi. Double kill. Mà máu đi cho nó an toàn. Trang Huyền, anh tô fan Ronaldo. Siêu. Anh tô là fan cái Messi nhưng mà anh tô thích siêu. Giỡn á. Anh tô là fan của Công Phượng. Anh tô là fan của Free Fire. Chơi đi nghe mày, chơi nó đi chơi. Bo, Hoàng Phát, Hưng với Kiều Đạt. Ơ mày kìa. Rock BLOXFAUIT. Sao cứ đứng ở cái góc đó. Tát Tát Suya. Đi mi chi ra đây. Đi mi chi. Bo, quải cả trưởng thiệt ra chơ. Cái trái lụ đạn khốn nạn thiệt ra chơ. Hay em ơi. Thấy là cái cây MV mảng xà bắn nó vẫn thích á. Đủ. Cú. Má đồng đội nó cú nó cho đã nó bỏ nó chạy. Xúc sinh. Nghĩ sao đồng đội nó nãy bất chấp tính mạng để cứu nó anh em. Voi game nhanh, em mất chuỗi 6 xếp hạng tử chiến thắng, tự nhiên game tự voi thêm. Ôi. Ôi thằng này ghê hả?
thật đó đi em. Ui giời ơi. Trời ơi. Đủ con này bro lấy ơi. Tao đang nói đẳng cao lắm. Chắc có yêu là đây. 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 Trần Tho, địch chứ không phải anh Tô. Ủa vậy hả, địch hả? Địch chứ không phải em á. Chắc là hiện tượng lạ gì nữa rồi. Lấy thính đi anh em ơi. Lấy thính đi si ơi. Yeah. Nãy giờ hắn nó số 7 gì bị cấm mic rồi anh em ơi. Ủa tôi như có sao ta, tôi mới nghe tiếng ta. Ôi có. Mày chơi tay đôi với tao hả? Sai lầm quá luôn. Vivo, oi 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 ba kha. Vài hôm là chơi một mẹ. Hai cây A đúp mà lên đây thì nó vô form luôn. Chạy đi em à. Má nó luồn tùng rồi. Mày yên tâm đi. Tiếng giò thanh, chào anh. À, nó cú luôn hả? Má cái thằng này. Ủa mình không bị này cam rồi mình ăn kia rồi á. Quái trưởng bắn vô đầu nó mà mình ngồi xuống đứng lên nó không tính đâm đầu anh em mà cay thế. Bích 24 Ngọc B, 1000 like rồi anh. Chết rồi, nó cam tôi quá anh em ơi. Má cái thằng này nó cam không bắn được cái gì luôn hả? Cam tao mày. Trần Tho, em éo có chữ. Yếu. Ôi, chết rồi. Trần Tho, một ca gì? Ui. Double kill. Má thằng này hấp máu luôn á. Chắc đi rồi. Ui giời ơi, thằng kia nó cam mình nãy giờ cay tới nhờ. Rồi. Tốc độ mới đó ơi. Hay. Lê Nga, siêu. Siêu. Chịu sơ, chịu sáu. Chúng mình tôi lên 1 triệu người đăng ký. Cũng mong vậy anh em ơi. Đang cố gắng trở lại, mấy nay tôi bị lười á. Để cho em suốt ngày nơi đây. Ok các bạn ơi, quyền thoại phơm. Ôi, có nhện. Em bên em, bạn đi bạn. Một thằng, hai thằng. Trần Tho, anh Tô hát. Ba thằng. Hứa cái đầu ta. Hứa kia nó đâu vậy ta? Kill. Đi, 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 hello, hello, hello. Đồ lại trong đây á. Hello. Hello. Triple kill. Lấy cái góc ở dưới đây hoặc là góc nhà xe cũng được.
Thôi tôi đi lấy góc này để tôi bắn được cho nó rộng hơn anh em ơi. Còn anh em đi lấy góc nhà xe thì mọi người sẽ bắn được nguyên góc bên trái. Má ơi, nhìn nó thấy chết tôi ui bị lỗi đam anh em ha. Bị lỗi đam anh em thấy không? Bắn hai viên nó không chết, bắn tới viên thứ ba nó mới chết anh em ạ. Hình như có thằng ở nhà, Xuống kia đâu ta? Sao kêu mày đi? Kêu mày đi! Cốt em. Đăng Khoa Nguyễn, cốt 6.407.794. Thằng này nó sợ mình bị lạnh anh em ơi, nó nên là nó đặt keo cho mình. Lo hãm nè. Nó sợ mình bị lạnh anh em à, cho nên là nó đặt keo cho mình, sưởi ấm cho mình á. Mà hồi ra chắc tao thông đích nữa. Thằng bố láo cáo trồn này. À, ma hảo hán đồng đội. Khánh Nam, này anh có mở cốt không? Ôi đặt keo. Ôi vãi, đã sai, đã từ chối mít do hành vi khiếm nhã. Làm gì vậy? Pha này tôi bắn hơi bị delay quá. 753 kia. Hơi bị đơ quá anh em ạ. Nhà tao làm cái chỗ mà nó bị vậy. Từ kêu BD nó quá. Ok các bạn ơi, ván này gặp ngay Jin FF Remix đờ với lại là chuối gạo lắm. Nói chung là tôi thấy lấy cái G18 này là quá ngon các bạn à, tại vì cây G18 ấy. Cái cây G18 này các bạn lấy á, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều Hoàng luôn. Chua mòi 787. Có nghĩa là vào gặp rất là nhiều cây G18. Ui đè đầu xuống nữa. Cây G18 này đè đúng xuống luôn anh em à. Đè cũng tự tựa cây nâng cấp á, chứ có đùa đâu. Còn ván nào anh tôi bảo anh em cứ bắn thì anh em cứ bắn như ván này anh em bắn đi cho firm. Trần Tho, em chuỗi 405. Nó lấp kính hả? First blood. Hoa IQ, chào anh. Tôi biết ngay mà, hồi nãy tôi sợ này bắn nè nên tôi không dám gượt thêm kia á. Chứ hồi nãy tôi giết kia một viên rồi mà. Nãy tôi sợ thằng này nó ke bên đây tôi á, cho nên là tôi không bắn anh em à, chứ không là tôi xử nó rồi. San, Nguyệt Thủy. Mèo Gamer, K1 ơi đau đu đang bảo đá K1 nhưng lấy giờ không được trận nào này. Đá không được à? Được thì cũng có rồi đâu em. Khó đá lắm, có dễ đâu. Bạn nó thích đá live quá ha. Giờ ghép ganh đâu có chung đâu anh em à. Boy Gaming, trở mặt hơn bánh tráng nữa. Yếu rồi đây em. 30 máu rồi đấy. Đồ khi biết chơi hả? Double kill. Wow. Kỹ năng đang hồi. Trần Tho, 950 tui tình nghĩa anh em. 1k là 1k, trả giá đó mày, khổ này thế. Nó bảo tình nghĩa anh em trả giá 950 like kìa anh em à. Tình nghĩa anh em là anh em phải lên cho mình 2000 like luôn chứ ở đó mà 1000 like gì. Còn trả giá anh Tô nữa, quá buồn. Má không có công bằng. 950 tui tình nghĩa anh em. Đây đây, trả giá lại, trả giá, khổ ghê ông nào. Tôi cứ bị nhầm cái quả lụ là cái quả bơm keo á. Rồi, nổ phí rồi. Mình đâu biết ném lụ rồi nè. Trần Tho, 999 vui tình nghĩa anh em. Lại trả giá. Vãi cả trưởng thật. Lại trả giá, anh em lại trả giá với tôi. Hay em. Wow.
DJ VN. Ừ mà có khi không biết tụi nó có rảnh hay không mới là vấn đề cái chứ. Cái góc này đi bắn hơi bị phơm luôn. Ơ Trần Kho, một vui tình nghĩa anh em. Hay hả? Cứu luôn hả? Cứu tôi. Anh ơi, cứu được anh ơi. Đồ. Cảm ơn nha. Ok luôn hả? Hàng này cứu nhanh hay quá anh em ơi. Đây có luôn hả? Cấu ghê không nổi. Boy Gaming, cậu trả giá quá. Nó bắn chết thằng em rồi. Cứu tôi. Chết rồi, em bị lỗi nhạy rồi anh ơi. Ủa, em bị lỗi nhạy rồi, đơn chuột luôn rồi. Nó khỉa luôn cả. À đồ. Một vui tình nghĩa anh em. Cái gì thấy ghê vậy ông nào? Khỉa luôn thấy ghê vậy ông nào? Đồ. Thế hơn vậy. Đồ này tên gì đây? À hay là làm hành động gì á mà mình không có tải gói mở rộng. Hấn thì cái chơ, nhìn gung thì cái chơ, gán thì cái chơ, sợ thì cái chơ. Cũng sợ, mà sợ bạn mẻ găng á. Sợ bạn mẻ cây găng á. Ồ, có thanh niên đứng ở trên nhà. Đấy, ke tao mà bắn có lũ khói nè, vào đây mà ke. Đồ nó bắn ham một viên hả? Trần to, hai vui tình như anh em. Chạy đi đâu khỉ ai? Khỉ ai? Bạn trẻ khỉ ai vậy bạn trẻ? Nãy bạn trẻ có nhớ không bạn trẻ? Thích thì chơi, thích cắm cờ thì tôi có cắm cờ. Mày thì khỉ với chúng tôi hả? Ôi giời ơi, cái gì hả? Này mà ghê thật chứ, sợ thật chứ. Kinh thật chứ. Trần Tho, 830 tui tình nghĩa anh. Đây coi nó đâu rồi ta. Nổ thế em. First blood. Chết rồi, còn hai vậy. Boy Gaming, gel có trả giá 1000 là 1000 gel trả giá. Mày quá cơ. Từ từ nha em ơi, đừng chết nha em ơi. Ủa, phút chết mình Trần đi rồi. Trả lời đi anh. Ôi giời ơi, được rồi. Ôi trời ơi, để nó khịa nữa này, Anh em kỹ lại nè, tập trung nè. Rơi nó thôi chứ có gì đâu mà sợ anh em. Ui, tốc độ anh em, tốc độ. Cảm ơn nha. À, thằng Han nó hay quá anh em ơi. Thằng Han phải nói là Han quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Han nó mang cái cú nhanh này, nó thêm trên trái bơm khói nữa, nó phải nói là nó quá tuyệt vời anh em à. Còn ngay cho ông Tùng hay sao á. À, còn có thằng quải lồng này nè. Quải lồng. Khịa đi mấy em. Đây này, khịa đi mấy em. Hay thằng em. Khịa nó thằng em. Kết thu tăng, đi anh. Ôi dài ơi, cắm cờ này. Hồi nãy là khịa mình ghê lắm anh em ơi. Từ, đây, anh em xơi thằng này đi. Ai dài ơi. Hồi nãy khịa mình chứ vậy, để giờ phải nhận cái kết nó đắng kìa. Tối nay mất ngủ luôn anh em ơi. Tối nay cày mất ngủ luôn. Tối nay cày ngủ không được luôn anh em ơi. Cày ngủ hết được luôn rồi. Trời ơi.